Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu tẩy uế đền thờ. Gioan chương 2 từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Hôm nay, chúng ta mừng lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Đây là vương cung Thánh đường cổ kính nhất của Hội Thánh, là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, là mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới. Cung hiến Thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi được cung hiến để trở thành nhà của Thiên Chúa, Thánh đường cũng trở nên nhà của các tín hữu. Nơi Thiên Chúa hiện diện và thi ân cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ cảm tạ. Dù nguy nga hay nhỏ bé, cổ kính hay hiện đại, mọi nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hẹn gặp con người. Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu không có ý nói đến đền thờ Jerusalem, Ngài muốn nói đến chính thân thể Ngài. Thân thể bị phá hủy và được xây dựng lại, thân thể bị giết chết và được phục sinh. Đức Giêsu phục sinh trở nên đền thờ của giao ước mới. Ai ai cũng được mời gọi bước vào đền thờ này. Chỉ nơi đây, con người mới gặp được Thiên Chúa.
hội thánh cũng được ví như một đền thờ thiêng liêng. Mỗi tín hữu là một viên đá sống độc, và Đức Kitô là viên đá gốc, là nền. Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định, đền thờ của Thiên Chúa chính là anh em. Hơn thế nữa, Ngài còn nói, thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần. Như thế, cả hội thánh và từng Kitô hữu đều là đền thờ. Đền thờ chủ yếu lại không phải là những tòa nhà có thể bị thời gian bào mòn, bị chiến tranh phá hủy. Đền thờ là những con người sống độc. Đền thờ quan trọng nhất là con người Đức Giêsu phục sinh, một con người đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Mọi đền thờ đều phải quy về đền thờ đó, không gắn kết với Đấng phục sinh và Thánh Thần của Ngài, chẳng đền thờ nào là đền thờ thực sự. Khi thấy nhà cha trở thành nơi buôn bán, Đức Giêsu đã nổi bật vì nhiệt tâm đối với nhà cha. Chúng ta thường thiếu một chút giận dữ hồn nhiên như vậy, vì chúng ta yêu quá ít và sợ quá nhiều. Chúng ta giận dưng với những gì liên hệ đến Thiên Chúa. Có nhiều nhà thờ, đền thờ cần tu bổ. Nhà thờ đầu tiên là con người tôi. Xin Đức Giêsu cứ thanh tẩy chúng ta bằng Thánh Thần, cứ tiếp tục lật đổ và trục xuất những gì ô uế. Ước gì chúng ta cùng hiến lại bản thân mình cho Chúa, để hội thánh thật sự là đền thờ. Nhờ đó, cả thế giới cũng trở thành đền thờ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùng bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
ngày 9 tháng 11, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano. Nhiều người Công giáo nghĩ rằng đền Thánh Phêrô là nhà thờ của Đức Giáo Hoàng, nhưng sự thật không phải vậy. Đền Thánh Gioan Laterano mới là nhà thờ của Đức Giáo Hoàng, là vương cung thánh đường của giáo phận Roma, nơi Đức Giám mục của Roma trụ trì. Vương cung thánh đường đầu tiên ở đây được xây cất vào thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constantine dâng cúng phần đất mà ông nhận được từ gia đình Laterano giàu có. Kiến trúc đó và những đấng kế vị phải trải qua những tai nạn như hỏa hoạn, động đất và chiến tranh. Nhưng thánh đường Laterano vẫn là nơi các giáo hoàng được tán phong mãi cho đến thế kỷ 15. Khi các giáo hoàng từ Avignon trở về, thì thánh đường và công trường cạnh đó đã đổ nát. Thánh đường hiện nay được xây cất vào năm 1646 theo lệnh của Đức Giáo hoàng Innocente X, là một trong những thánh đường uy nghi nhất ở Roma. Ngọn tháp mặt tiền của đền Laterano được trang hoàng với 15 bức tượng của Đức Kitô, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Gioan Tông Đồ và 12 vị tiến sĩ của giáo hội. Bên dưới bàn thờ sang trọng là một bàn nhỏ bằng gỗ mà theo truyền thống chính Thánh Phêrô đã cử hành thánh lễ ở bàn này. Lời bàn: không như lễ kỷ niệm các nhà thờ khác ở Roma, như nhà thờ Đức Bà Cả ngày 5 tháng 8, nhà thờ các thánh Phêrô và Phaolô ngày 18 tháng 11. Lễ này là một đại lễ. Việc dâng hiến nhà thờ là một đại lễ cho toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Trong một ý nghĩa nào đó, đền Thánh Gioan Laterano là nhà thờ của mọi người Công giáo. Vì đó là giáo xứ của Đức Giáo Hoàng, vương cung thánh đường của Đức Giám mục Roma. Nhà thờ này là mái nhà tinh thần của tất cả những ai thuộc về giáo hội. Lời trích: cũng như các bức tường được xây cao này, những gì đã được thể hiện ở đây lại được tái diễn khi chúng ta quy tụ những người tin vào Đức Kitô. Vì qua đức tin, họ đã được gột giũa như thể đá và gỗ từ núi rừng. Nhưng bởi việc học hỏi giáo lý, rửa tội vào giáo dục, họ được khuôn đúc, được điều chỉnh và được mài nhẵn bởi bàn tay của các thợ chuyên môn. Tuy nhiên, họ không làm nên căn nhà của Thiên Chúa cho đến khi họ hài hòa với nhau trong đức ái. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.